Chào các bạn, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ luôn là một sự kiện thu hút sự chú ý của cả thế giới và người Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Thực tế chúng ta quan tâm đến cuộc bầu cử này không chỉ vì nó kịch tính và hấp dẫn mà còn bởi vì mỗi đời Tổng thống Mỹ đều có những tác động to lớn đến tình hình toàn cầu và chắc chắn Việt Nam cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng này. Chẳng hạn vào năm 2018, khi ông Donald Trump làm Tổng thống, Việt Nam đã phải đối mặt với việc bị áp thuế từ các chính sách thương mại của Mỹ. Hay như vào năm 2022, khi ông Joe Biden lên nắm quyền, cuộc chiến tranh và các biến động toàn cầu cũng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế và chính trị Việt Nam. Đây là những minh chứng rõ ràng cho thấy mỗi đời Tổng thống Mỹ đều để lại dấu ấn không nhỏ đối với các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Vậy thì câu hỏi đặt ra bây giờ là, trong cuộc đua Tổng thống sắp tới giữa ông Trump và bà Kamala Harris, ai sẽ là người mang lại nhiều lợi ích và ảnh hưởng tích cực hơn đối với Việt Nam? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải theo dõi sát sao và tìm hiểu những quan điểm, chính sách của từng ứng viên. Hãy cùng nhau đón chờ và phân tích những diễn biến tiếp theo của cuộc bầu cử này các bạn nhé! Để đánh giá một cá nhân hay một sự kiện, chúng ta thường phải dựa vào những gì đã diễn ra trong quá khứ của nhân vật hoặc sự kiện đó. Ví dụ, nếu muốn dự đoán ông Donald Trump có thể tác động đến Việt Nam như thế nào, ta có thể nhìn vào những hành động và quyết định của ông trong suốt nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Trump đã giữ cương vị Tổng thống từ năm 2016 đến năm 2020, và trong khoảng thời gian này, một trong những sự kiện ấn tượng nhất liên quan đến Việt Nam chính là việc ông Trump chọn Việt Nam làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Sự kiện này không chỉ tạo dấu ấn quan trọng mà còn khiến cả thế giới đổ dồn sự chú ý về đất nước Việt Nam, một quốc gia hình chữ S nhỏ bé nhưng xinh đẹp và an toàn. Trước khi hội nghị này diễn ra, trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam thường được nhớ đến là một quốc gia gắn liền với những cuộc chiến tranh lớn như chiến tranh với Mỹ, Pháp, Trung Quốc và các nước khác. Tuy nhiên, sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được tổ chức tại đây, hình ảnh Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây Việt Nam không chỉ được biết đến như một điểm đến an toàn bậc nhất thế giới, mà còn là nơi mà các nhà lãnh đạo của hai trong số các quốc gia đối đầu lớn nhất trên thế giới, Hoa Kỳ và Triều Tiên, có thể đến để gặp gỡ và đàm phán với nhau. Điều này chứng tỏ sự an toàn và lòng hiếu khách của Việt Nam. Hãy tưởng tượng đất nước Việt Nam và Hoa Kỳ từng là kẻ thù trong quá khứ, nhưng giờ đây Tổng thống Hoa Kỳ có thể tự tin đến Việt Nam đi dạo phố và thưởng thức bún vỉa hè một cách thoải mái. Hơn nữa, Triều Tiên, một trong những quốc gia khép kín và bí ẩn nhất thế giới, cũng đã chọn Việt Nam là điểm đến. Chủ tịch Triều Tiên, người rất ít khi ra nước ngoài, đã đến Việt Nam. Và quan trọng hơn, ông đến đây để gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ. Điều này là một thành tựu lớn, vì không nhiều quốc gia trên thế giới có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả hai nước này, lại còn được cả hai bên tin tưởng đến mức chọn làm nơi diễn ra các cuộc đàm phán quan trọng. Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế mà còn giúp Việt Nam xây dựng một hình ảnh mới mẻ trong mắt bạn bè quốc tế. Việt Nam giờ đây không chỉ là một quốc gia từng trải qua chiến tranh mà còn là một đất nước thân thiện, an toàn và hòa bình, sẵn sàng đóng góp vào hòa giải và hợp tác quốc tế. Hình ảnh này đã được lan tỏa khắp thế giới, mang lại những lợi ích to lớn cho uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Một trong những hình ảnh không mấy tích cực của ông Trump là khi ông vừa nhậm chức, ông đã quyết định rút Mỹ ra khỏi một loạt các tổ chức quốc tế và thỏa thuận quan trọng như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thỏa thuận hạt nhân Iran, kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế của Liên Hợp Quốc, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Trong số các thỏa thuận này, việc Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP đã có tác động lớn nhất. Hiệp định này nhằm giảm hoặc dỡ bỏ thuế xuất khẩu giữa các quốc gia thành viên, và đối với Việt Nam, nếu Mỹ vẫn còn tham gia thì thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ sẽ được xóa bỏ, mang lại lợi thế lớn trong việc cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Điều này có thể đã giúp Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, không may là Mỹ đã rút khỏi TPP, khiến Việt Nam bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Ngoài ra, chính quyền của ông Trump còn áp đặt nhiều loại thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thép, cá tra, cá ba sa, tôm đông lạnh và nhiều sản phẩm khác,
gây ra nhiều khó khăn cho việc xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Không dừng lại ở đó, chính quyền Trump cũng đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia bị nghi ngờ thao túng tiền tệ. Rất may, sau đó Việt Nam đã được loại khỏi danh sách này. Nhưng những động thái trên đã gây ra không ít thách thức cho quan hệ thương mại giữa hai quốc gia. Về phía bà Kamala Harris, mặc dù bà chưa từng làm tổng thống, nhưng với vai trò phó tổng thống dưới thời ông Joe Biden, bà cũng là người của Đảng Dân Chủ. Vì thế, có thể dự đoán rằng các chính sách mà bà sẽ thực hiện nếu có cơ hội sẽ có sự tương đồng với các chính sách của ông Biden. Cũng như khi ông Biden lên nắm quyền, cách điều hành của ông mang nhiều nét tương đồng với người tiền nhiệm Barack Obama. Vì vậy, nhìn vào cách điều hành của chính quyền Biden, ta có thể phần nào đoán trước được những gì mà bà Harris sẽ mang lại cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Điểm đáng chú ý nhất trong chính sách của ông Biden đối với Việt Nam là việc nâng cấp mối quan hệ song phương giữa hai nước lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Điều này cho phép Việt Nam hợp tác với Mỹ trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực quân sự. Đây là một bước tiến quan trọng và mang tính chiến lược trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Từ lâu đã có thông tin rằng Mỹ sẽ bán cho Việt Nam hệ thống máy bay F-16 hiện đại. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã có chuyến thăm Mỹ. Và trong cuộc gặp gỡ này, hai nước đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề hợp tác quốc phòng. Đáng chú ý, trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam vừa qua để nâng cấp quan hệ song phương, phía Mỹ đã mang theo một phái đoàn gồm đại diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới. Những tập đoàn này đang tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư vào Việt Nam. Kết quả từ các cuộc thảo luận đã mang đến cho Việt Nam nhiều hợp đồng lớn, cam kết đầu tư mạnh mẽ, chuyển giao công nghệ cũng như hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng, giáo dục, môi trường và hơn thế nữa. Trong thời gian gần đây, chúng ta cũng thấy các lãnh đạo của những tập đoàn lớn như Intel, Nvidia và Apple đang có kế hoạch mở rộng các nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Những khoản đầu tư này có thể lên đến hàng tỷ đô la, tạo thêm nhiều cơ hội cho Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến những yếu tố chính trị toàn cầu đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của Việt Nam, trong đó có cả chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cuộc chiến tranh tại Ukraine đã bùng nổ trong nhiệm kỳ của ông Biden và tương tự là tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Thậm chí, bán đảo Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đang trong trạng thái căng thẳng. Nhiều người cho rằng Mỹ đã không thể ngăn chặn được những cuộc xung đột này. Hệ quả là cuộc chiến đã làm giá năng lượng toàn cầu leo thang, khiến nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi đại dịch COVID-19 gây ra nhiều thiệt hại cho kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã phá sản hoặc chỉ hoạt động cầm chừng với công suất từ 30% đến 50%. Hàng nghìn công nhân đã mất việc ngay trước dịp Tết năm ngoái. Trong bối cảnh đó, nhiều người kỳ vọng rằng nếu Phó Tổng thống Kamala Harris trúng cử trong kỳ bầu cử sắp tới, bà sẽ có thể mang lại những thay đổi tích cực hơn, thậm chí là dập tắt các cuộc chiến tranh trên toàn cầu, điều mà Tổng thống Biden chưa thể làm được. Tuy nhiên, dù là ông Trump, bà Harris hay bất kỳ ai khác lên nắm quyền, mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Với những tác động tích cực chung đến Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và hợp tác quốc tế. Dù Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa có những chính sách khác biệt, nhưng khi đã trở thành lãnh đạo của nước Mỹ, tất cả đều phải tập trung vào việc đem lại lợi ích tối đa cho quốc gia. Điều này bao gồm việc đối phó với những quốc gia mà Mỹ xem là mối đe dọa tiềm tàng và điển hình nhất hiện nay là Trung Quốc. Từ thời Tổng thống Donald Trump, ông đã phát động một cuộc chiến thương mại được coi là khốc liệt nhất trong lịch sử với Trung Quốc vào năm 2017. Trong chiến lược an ninh quốc gia của mình, ông Trump đã xếp Trung Quốc vào danh sách đối thủ cạnh tranh chiến lược và xác định đây là thách thức lâu dài, nghiêm trọng nhất đối với lợi ích của Mỹ. Để đối phó với Trung Quốc, chính quyền của ông Trump đã ban hành hàng loạt biện pháp cấm vận kinh tế, gây khó khăn lớn cho nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc. Một trong những trường hợp điển hình có thể kể đến là Huawei, một tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc. Vào năm 2019, Huawei đã phải đối mặt với những lệnh cấm vận nghiêm ngặt từ phía Mỹ, khiến họ rơi vào tình trạng gần như sụp đổ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã cho thấy sự kiên cường và khả năng hồi phục mạnh mẽ. Bằng chứng là Huawei đã dần vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng những lệnh cấm vận từ phía Mỹ đã gây thiệt hại cho Trung Quốc hàng trăm tỷ đô la. Đáp lại, Trung Quốc cũng không ngồi yên.
họ đã áp đặt các biện pháp cấm vận ngược lại, bao gồm việc hạn chế nguồn cung nguyên liệu và tăng thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Khi Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ lên nắm quyền, có nhiều người dự đoán rằng ông sẽ bán nước Mỹ cho Trung Quốc. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Dưới thời Biden, chính sách đối với Trung Quốc không những không nhẹ nhàng mà thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Đảng Dân Chủ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp cấm vận và làm Trung Quốc khô cạn từng bước một. Một trong những hệ quả đáng chú ý của cuộc chiến thương mại này là việc các doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty Mỹ và đồng minh như Hàn Quốc, buộc phải rời khỏi Trung Quốc. Nguyên nhân là do các lệnh cấm vận của Mỹ khiến việc sản xuất ở Trung Quốc trở nên bất lợi vì không thể mua được nguyên liệu cần thiết hoặc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ. Trong bối cảnh này, Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế. Các công ty sau khi rút khỏi Trung Quốc đã tìm kiếm những vùng đất mới để thiết lập cơ sở sản xuất kinh doanh và Việt Nam trở thành một lựa chọn lý tưởng. Điều này mang lại nhiều cơ hội kinh tế cho Việt Nam khi các doanh nghiệp lớn quyết định chuyển dịch hoạt động sản xuất và đầu tư vào quốc gia này, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Việt Nam hiện nay đang có nhiều lợi thế lớn về mặt chiến lược, điều này tạo ra cơ hội lớn cho sự phát triển của đất nước. Trước hết, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ là một yếu tố quan trọng. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế và thương mại. Bên cạnh đó, vị trí địa lý của Việt Nam gần Trung Quốc cũng mang lại nhiều thuận lợi trong việc nhập khẩu linh kiện từ Trung Quốc, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể trong các hoạt động sản xuất. Ngoài ra, nguồn nhân lực của Việt Nam dồi dào và có chi phí thấp hơn so với Trung Quốc. Điều này là một lợi thế cạnh tranh lớn, thu hút sự đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài. Chính phủ Việt Nam cũng đã và đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nhờ vào sự thu hút đầu tư này, nhiều việc làm đã được tạo ra, giúp cải thiện thu nhập của người dân và góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội. Không chỉ dừng lại ở đó, Việt Nam còn có cơ hội lớn để học hỏi và tiếp thu những công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển. Qua thời gian, điều này sẽ giúp Việt Nam dần dần tự sản xuất được các sản phẩm của riêng mình, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn. Một lợi thế lớn của Việt Nam trong lĩnh vực này chính là nguồn tài nguyên đất hiếm dồi dào. Nếu chúng ta học hỏi được công nghệ khai thác và phát triển trong lĩnh vực này, thì tiềm năng phát triển trong tương lai của Việt Nam sẽ rất rộng mở. Ngoài các vấn đề kinh tế và công nghệ, vấn đề an ninh biển đảo cũng là một trong những thách thức quan trọng đối với Việt Nam. Trung Quốc hiện nay có sức mạnh quân sự đáng kể, đặc biệt là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng. Điều này khiến cho tình hình biển đảo của Việt Nam trở nên phức tạp và căng thẳng. Tuy nhiên, Mỹ cũng có nhiều lợi ích chiến lược tại khu vực Biển Đông và sẵn sàng can thiệp để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, tạo ra một cân bằng lực lượng nhất định trong khu vực. Nhìn chung, Việt Nam đang ở trong một vị thế quan trọng với nhiều tiềm năng phát triển, cả về kinh tế lẫn an ninh. Nếu biết tận dụng đúng cách các lợi thế này, tương lai của đất nước sẽ rất hứa hẹn. Gần đây, tình hình Biển Đông tiếp tục trở nên căng thẳng khi Philippines và Trung Quốc xảy ra xung đột trên biển. Trong bối cảnh này, Mỹ đã nhanh chóng đưa ra lời đề nghị hỗ trợ Philippines nếu nước này cần sự giúp đỡ. Điều này cho thấy rõ ràng rằng Mỹ không chỉ quan tâm đến vấn đề này mà còn sẵn sàng can thiệp nếu tình hình trở nên nghiêm trọng. Không những vậy, Mỹ còn đang cố gắng kêu gọi sự tham gia của các đồng minh vào Biển Đông, một động thái nhằm kiềm chế và đối phó với những ý đồ của Trung Quốc trong khu vực này. Sự can thiệp của Mỹ khiến Trung Quốc phải dè chừng và xem xét lại các bước đi chiến lược của mình. Mỹ không chỉ tập trung vào Biển Đông mà còn đặc biệt chú ý đến Campuchia, một quốc gia nằm sát Việt Nam. Campuchia từ lâu đã có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc. Điều này khiến Mỹ không thể không lo ngại. Họ theo dõi sát sao tình hình chính trị và ngoại giao tại Campuchia vì hiểu rằng bất kỳ thay đổi nào trong mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đến khu vực. Điều này vô tình mang lại lợi ích cho Việt Nam. Khi Mỹ tập trung theo dõi tình hình, điều đó giống như việc ngủ mà có người gác hộ. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng tốt vì sự can thiệp từ bên ngoài có thể mang lại nhiều biến động không mong muốn. Mỹ cũng xác định Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng nhất trong chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của mình. Điều này không chỉ nằm ở vị trí địa lý chiến lược của Việt Nam mà còn ở tiềm năng phát triển kinh tế và vai trò quan trọng của nước này trong các vấn đề khu vực. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, nhiều người đặt câu hỏi liệu ai
giữa Joe Biden và Donald Trump sẽ mang lại lợi ích tốt hơn cho Việt Nam. Mỗi người có tư duy và quan điểm khác nhau về chính sách đối ngoại. Vì vậy, mỗi người sẽ có đánh giá khác nhau về việc này. Vậy theo các bạn, ai là người mà Việt Nam nên mong muốn trở thành tổng thống hơn? Hãy cùng nhau thảo luận về chủ đề này và để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.